Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay khích lệ chúng ta luôn có đời sống bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua việc tôn thờ, chúc tụng danh Chúa mỗi ngày. Bài học có tựa đề Đấng đáng được chúc tụng, nương trên lời Chúa trong Ê-sai chương 12 câu 1 đến câu 6. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lắng khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu. Và trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc. Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng, vì Đấng Thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Câu gốc của bài học: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Ê-sai chương 12 câu 5. Câu hỏi suy gẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân Ngài? Phân đoạn Kinh Thánh này kêu gọi dân Chúa phải làm gì? Vì sao Chúa đáng được chúc tụng? Chúng ta chúc tụng Chúa trong nếp sống hàng ngày của mình ra sao? Kính thưa quý vị, Ê-sai chương 12 là một bài ca cảm tạ và chúc tụng Chúa của dân Do Thái ngay sau khi nhận được lời tiên tri về vương quốc đời đời của Đấng Mê-si-a và sự tái lập dân Chúa, chương 11. Cụm từ trong ngày đó chỉ về ngày Đức Chúa Trời sẽ nhóm hiệp dân Do Thái lại dưới sự cai trị công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó, toàn thể dân Do Thái sẽ ăn năn và được Chúa tha thứ. Họ sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã cất cơn giận khỏi họ. Câu 1. Tiên tri Ê-sai lặp lại cụm từ khẳng định chính Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. Câu 2. Nhằm nhấn mạnh chủ đề chính của chương này là sự cứu rỗi. Nhờ vào lời hứa cứu chuộc của Chúa, dân Do Thái sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Ngài là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi. Câu 2. Đây cũng là điệp khúc trong bài ca chúc tụng Chúa của dân Do Thái khi họ rời khỏi Ai Cập, xuất Ai Cập ký chương 15 câu 2, và trong bài ca khi ông Ezra tái dâng hiến đền thờ lên cho Chúa lần thứ hai, Chí Thiên 118 câu 14. Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân Do Thái hãy vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi, câu 3 bản truyền thống Hiệu Đính. Hàm ý: họ được vui hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời qua Đấng Mê-si-a. Tiếp theo, ông khuyên họ hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Câu 4. Đây là bổn phận của dân Do Thái cũng như tất cả con cái Chúa ngày nay. Chúng ta cần phải cảm tạ Chúa luôn luôn và rao truyền cho mọi người biết về cứu Chúa của chúng ta, là Đấng đáng được tôn cao và chúc tụng. Ngài đã làm những công việc rực rỡ. Câu 5. Chúa đã thể hiện lòng nhân từ của Ngài qua sự cứu rỗi Chúa ban cho cả nhân loại. Chỉ một lý do đó thôi cũng đáng để chúng ta chúc tụng Chúa và nói cho cả thế giới biết về Ngài. Chương này được kết thúc bằng lời kêu gọi dân Chúa một lần nữa: hãy reo hò và lớn tiếng tung hô, vì Chúa Đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại và đáng tôn trọng. Câu 6 bản truyền thống Hiệu Đính.
Đây cũng là lời kêu gọi dành cho mỗi cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta phải luôn biết ơn Chúa về sự cứu chuộc Ngài dành cho chúng ta và luôn lớn tiếng chúc tụng Chúa. Trong nếp sống hàng ngày, chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua việc nói cho người khác biết về ơn cứu chuộc của Chúa và Ngài sẵn lòng ban ơn cứu rỗi cho tất cả những ai ăn năn đến với Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống bày tỏ lòng biết ơn Chúa về sự cứu chuộc Ngài dành ban cho con và sẵn sàng ca ngợi Ngài qua nếp sống của con, và chỉ một mình Chúa là đấng đáng được chúc tụng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đời sống chúng ta có phải là một bài ca cảm tạ và chúc tụng Chúa chưa? Danh Cha tôn quý cao vời, ngợi ca danh Chúa muôn đời không thôi. Tình yêu Ngài chẳng thay dời, ban ơn cứu chuộc dâng lời tạ ơn. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.